Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình thường trực tỉnh ủy cho phép báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương, đồng thời chỉ đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành liên quan xem xét cân đối nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2021-2025 để đầu tư hệ thống cấp điện cho côn đảo bằng lưới điện quốc gia. Theo đó, dự án được đề xuất gồm hệ thống đường truyền tải điện có chiều dài hơn 100 km, bắt đầu từ trạm 220 kV Vĩnh Châu, Sóc Trăng, xuyên biển ra côn đảo. Trong đó, chiều dài tuyến cáp ngầm xuyên biển khoảng 78 km. Công suất dự kiến lắp đặt giai đoạn đầu cho côn đảo là 25 MV Tổng mức đầu tư dự kiến là 4.806 tỷ đồng. Quỹ ban nhân dân tỉnh cho biết, theo quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, Côn Đảo đón trên 180.000 lượt khách, và đến năm 2030 là 300.000 lượt khách. Tuy nhiên, hết năm 2019, lượng khách đến Côn Đảo đã đạt gần 397.000 lượt, vượt xa quy hoạch được phê duyệt, dẫn đến yêu cầu cung ứng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng tăng cao. Trong khi đó, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 4694-2016. Nhu cầu điện dự báo cho quyền công đảo đến năm 2025 là 21 MW, Năm 2030 là 33,3 MW và đến năm 2035 là 46,4 MW. Tuy nhiên, nguồn điện cung cấp cực đại hiện nay trên địa bàn công đảo chỉ đạt 11,8 MW. Do đó, việc đầu tư hệ thống cấp điện cho công đảo bằng lưới điện quốc gia là cần thiết cấp bách trong giai đoạn 2021-2025 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho công đảo.